Hello, xin chào mọi người. Hôm nay sẽ là một clip đặc biệt. Trước khi mình sẽ đi SEA Games thì rất là nhiều người hỏi là anh Phúc có đi SEA Games không? Tại vì sao anh Phúc không đi SEA Games gì đấy, thì mình nói là mình sẽ có tham gia và sẽ có đi SEA Games. Nhưng mà vé để đi SEA Games này rất là đắt đỏ. Mình vừa check trên mạng xong thì rơi từ khoảng tầm 10 đến 12 triệu, rất là nhiều các hạng vé khác nhau và bay rất là nhiều đường khác nhau, nên là mình đang toan tính xem là đi như nào giải quyết các bạn nhé. Nhưng mà trước khi đi SEA Games thì mình sẽ làm một vài clip nữa tại Việt Nam. Hôm nay thì có một bạn đã gọi mình, bạn ấy nói là bạn bóng rất là giỏi. Bạn ấy nói là bạn ấy là một thủ môn rất là tài năng. Và bạn ấy nói là bạn ấy rất là giống một người đặc biệt. Hãy cùng xem bạn ấy là nha. Ok. Đi ở đây. Hello, chào em. Bạn chàng trai này mặc áo Hà Nội luôn. Ui, quay ống luôn. Khá nhỉ, thủ môn rồi. Quay ống được là giỏi rồi. Hello, em tên là gì? Em tên là Huỳnh Huỳnh ạ. Bạn tên là Huỳnh à? Ui, tóc các bạn ơi. Em anh khá rồi. Trông rất là bảnh luôn các bạn ơi. Thế hỏi vài lời chút. Tóc này em để lâu chưa? Em để 2 tháng rồi. 2 tháng rồi. Đi học cô giáo có bảo gì không? Không. Thấy bố mẹ bảo gì không? Các bạn bè khen không? Có. Bạn bè khen rồi, ok rồi. Sở trường của em là bắt bóng à? Vâng. Nhưng mà ngoài ra em có biết tân bóng, biết làm gì không? Em có. Có, thì chúng ta trước khi xem bắt bóng thì chúng ta sẽ xem một vài động tác khác, bạn ấy xem sao nhá. Muốn quạt được không? Em có. Thử thế nào, trước làm tí. Hey, oh. Nhẹ nhàng quá các bạn ạ. Không sao, chúng ta sẽ thử bạn ấy từng trò một nhé. Ok. Như thường lệ, chúng ta sẽ đến thách đầu tiên chúng ta, đó là tâng bóng. Thì hôm nay tuy là thủ môn nhưng mà mình bạn ấy có vẻ có dáng biết tâng bóng, thì chúng ta sẽ thử xem một tâng bóng không nhé. Bây giờ anh sẽ cho em là 15 giây. Nếu mà em tâng được 30 quả thì là sẽ thành công. Ok không? Chúng ta cùng chờ xem là liệu thủ môn khá bảnh của chúng ta liệu tâng được 30 quả không nhá. Ok, bắt đầu này. Để anh bấm giờ nhá. Bây giờ mình sẽ bấm giờ cho khá bảnh của chúng ta. 15 giây được 30 quả nhá. 15. Okay. 1 2 3. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Wow! Được. Bao nhiêu giây? Mới có 12 giây thôi anh ạ. Wow, các bạn ơi, như vậy là 12 giây đã được 30 quả rồi. Không chỉ mình bắt bóng trước như nào nhưng mà mình thấy là tâng bóng đã thấy rất giỏi. Còn bắt bóng chưa biết như nào nhưng mà rất là ghê gớm các bạn ạ. Em cũng bảnh mà. Nói ra là không chỉ giỏi múa quạt, múa tay, múa chân, múa rất là ghê. Múa phát 30 quả luôn. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với thách thứ hai nhá. Bây giờ thì mình sẽ đố bạn ý khoảng 3 chục nữa. Xong rồi sẽ chuyển sang thủ môn nhá. Nếu mà một thủ môn giỏi thì tay chắc rất giỏi đúng không các bạn? Thì bây giờ mình sẽ đố một động tác tay xem bạn ấy làm được không nhá. Đây là một động tác mà chúng ta sẽ giữ bóng từ gáy này và xoay tít như này. Đấy. Các bạn thấy không? Thật sự là mình chưa đố ai bao giờ. Nếu các bạn đã xem clip mình chưa được mình đố ai là động tác này. Nhưng hôm nay mình đố khá bảnh của chúng ta. Thử làm sao mà múa quạt xoay cái đầu như thế. Nó sao không em? Mình sẽ đố bạn ấy là làm 5 vòng. Nếu làm được 5 vòng thì sẽ là vượt qua cửa ải của mình. Ok. Bắt đầu đi. Gãy luôn. 1 2 3 4 5. Wow. Không có tin rồi. Làm rất đẹp và rất là mượt luôn. Có vẻ như là đúng là em anh khá khác. Hôm nay gặp một đối thủ lãng ký đây. Không ngờ là bắt bóng chưa biết như nào nhưng mà nghe nói là bắt bóng giỏi nhưng mà tay chân cái thứ đều giỏi đấy này. Toàn diện quá. Anh khá ở đây còn hay hơn anh ạ. Thế à? Wow. Oh my god, cứ tưởng anh khá đi 10 năm anh khá ra sớm vậy. Oh, đỉnh quá. Trời ơi. Dẻo hơn cả Long anh ạ. Vừa xong là tay rồi, bây giờ sẽ là chân. Bây giờ anh sẽ đố em một kỹ thuật vòng chân around the world. Thử xem bạn ấy làm không nhé các bạn nhé. Đây, một kỹ thuật như này, vòng chân around the world. Ok không? Nhưng mà chỉ làm một vòng là được rồi, không cần nhiều vòng như anh đâu. Không sao không? Thì có 3 lần thử cho em nhé. Ok, bắt đầu. Chờ xem. Suýt được, suýt được. 3 lần thử anh à? Đúng rồi, còn 2 lần nữa. Chân dẻo phết nhờ. Chân dẻo như tay luôn. Tĩnh ơi. Hãy cứ bình tĩnh thôi. Thành công rồi. Như vậy là rất khá. Và cũng rất là bảnh. Ok. Có vẻ như là hôm nay mình đưa thách gì bạn cũng đạt được hết sao ấy. Nên là nốt cái này nữa, nốt một cái nữa. Một thử thách khó khó đi anh.
thử làm như này. Không được. Thấy không? Bạn thấy ok không? Tôi cùng xem là bạn ấy làm được không nhá. Dài chưa? Ok bắt đầu. À. À. Wow. My god. Em là thủ môn đúng không? Sao chân em làm được cái gì em làm được đấy? Khá bảnh mà anh. Có phải là toàn diện các bạn ơi. Thôi bây giờ xem bạn gôn ra sao nhá. Ok. Rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với thần sút bóng để xem thủ môn chúng ta bắt hay không. Thủ môn khá bảnh chúng ta. Múa qua bắt bóng nhá. Giống Đặng Văn Lâm xem nào. Thử làm một tí múa qua bắt bóng xem nào. Ok. Mỗi người sẽ có 3 lượt sút để thử xem sao nhá các bạn nhá. Ok. Về anh sút đầu tiên nào. Bắt đầu. Wow. Rất tuyệt vời. Bắt dính luôn từ quả sút của Việt Anh. Một pha đổ người rất đẹp mắt của chàng trai thủ môn khá bảnh nhí chúng ta. Ok. Tiếp theo sẽ là lượt sút của Văn Anh. Chúng ta cùng chờ xem. Hai người mặc áo giống nhau. Văn Anh. Oh. Một cú sút rất hiểm của Văn Anh nhưng mà bạn ấy cũng sẽ được. Một pha bay người phải nói là rất nhanh bạn ấy. Ok, bây giờ mình sút bạn nhá. Chúng ta cùng chờ xem. Ok. Wow. Wow. Quá hay đúng không Việt Anh nhỉ? Cú sút của mình đã đá bóng rất là hiểm vào góc rất là sắt của dọc rồi nhưng mà bạn ấy có một pha đổ người vào nó rất là nhanh mà lao như tia chớp luôn. Chạm tay luôn anh ạ. Đúng rồi. Không thể tin nổi, đúng là thủ môn này bắt xuất sắc thật. Theo các bạn thì bạn này có xứng đáng là cho thành viên mới không? Có vẻ bắt rất hay đấy. Ok và bây giờ sẽ là sút thứ hai của Việt Anh. Chúng ta cùng chờ xem. Hãy cùng chờ xem. Wow. Như vậy là một nút like đến bàn tay của Việt Anh và Văn Anh. Quá hay anh ạ. Một pha bảy bóng phải nói là hấp dẫn. Mặc dù bạn ấy không dùng hướng tay nhưng mà bắt bóng vẫn rất nhanh như điện xẹt vậy. Chúng ta cũng chờ xem thứ hai bạn anh em sao. Theo em liệu có vào không? 50-50 ạ, bởi vì bạn ấy bạn quá hay. Cái đôi giày CR7 của mình, liệu bạn anh có đá vào không? Văn Anh. Oh. Một cú sút và Văn Anh sút trúng cọc. Em nghĩ, em thấy nhá, những cú sút của em và anh ấy, bạn ấy đều đoán hướng được. Bạn ấy có phải đoán hướng rất nhanh và lao rất là nhanh các bạn ạ. Ok, và bây giờ sẽ là sút thứ hai của mình. Mình sẽ sút kiểu anh cuối Ngọc Hải xem sao. Ok. Chưa? Wow. Ui. Oh my god. Đúng là một thủ môn xuất sắc. Với khả năng bay người mà bạn ấy rất là nhanh, kiểu tức là người bạn ấy rất là nhỏ ấy. Hay là chất hay múa quạt múa kiếc nhưng là chân tay rất là nhạy bén nên là kiểu lao rất nhanh nhẹ nhàng như cơn gió mà dáng cũng rất là mảnh khảnh nữa. Có lẽ là thầy Park Hang-seo phải đưa ngay đội tuyển Việt Nam để tập luyện cùng với cả Đặng Văn Lâm thôi. Đầu tiên phải là BVF trước anh ạ. Đưa ngay là BVF thôi các bạn ơi. Lượt sút thứ ba, sút cuối cùng. Và người mở bát sẽ là Việt Anh. Ghi bàn đi em. Chúng ta phải ghi bàn chứ nhỉ. Wow. Hay quá Việt Anh. Yeah. Một cú sút rất hiểm Việt Anh. Lượt cuối cùng với anh, chúng ta cùng chờ xem. Dứt điểm. Wow. Cũng hay, hay phết anh ạ. Em nghĩ là nên cho vào tem này ạ. Cái gì cũng giỏi luôn anh ạ. Cái gì biết nhỉ? Việt Anh từ tương bóng, Việt Anh cho nhận xét. Từ tương bóng đến bắt gôn anh, bạn ấy đều toàn diện như này anh ạ. Từ quẩy kiểu khá bảnh nữa, cũng dẻo. Có vẻ rất hợp với cả Long Công Chúa nữa. Mưa quả tóc luôn. À hôm nào làm clip cho bạn này với solo với cả bạn Long Công Chúa. À được, solo các bạn muốn xem không? Mọi người muốn xem thì phải comment nhá. Bây giờ là lượt sút cuối cùng của mình này. Ok và bây giờ sẽ là lượt sút cuối cùng của mình. Chúng ta cùng chờ xem là bạn ăn không nhá. Chắc là hôm nay mình phải sút kiểu khác hơn. Sút mấy kiểu bắt bài hết rồi. Sút kiểu mà mình dạy anh em cách lừa hướng sút penalty, cách lừa thủ môn như nào. Thì bây giờ mình sẽ thực hiện pha bẻ lòng để lừa thủ môn nhé. Các bạn nhìn kỹ này. Ok. Thấy không, thấy không? Vừa xong là cái dáng chân của mình. Mình đang này các bạn nhìn nhá. Quay chân này nhỉ. Dáng chân mình giả vờ đang bị đá như này đúng không? Khi đến đây mình bẻ chân sang đây, tức là như này. Bẻ nhẹ sang đây là bạn bị lừa hướng ngay. Bạn thấy không? Đấy, nhưng mà khi đá penalty chúng ta phải làm sao mà chúng ta phải có cách phán đoán cái lừa hướng nữa thì thủ môn sẽ bất ngờ các bạn nhé. Ok, nhưng mà sao bạn ấy rất xuất sắc. Chúng ta cùng ra hỏi thăm bạn một chút nữa nào. Rồi,
Bạn Thành của em ơi, cảm giác ra sao sau loạt bắt bóng vừa rồi? Sau 9 quả vừa rồi? Khá là vui ạ. Khá là vui, có mệt không? Có. À, những pha bay ngược của em thấy hôm nay bác... có hài lòng không anh? Hài lòng bản thân không? Khá hài lòng đúng không? Còn muốn nhắn nhủ các bạn xem video điều gì không? Đây nhìn đây nói các bạn này. À, thôi bạn ấy có vẻ không biết nói gì cả, bạn ấy đang rất là ngại nhưng không sao, mọi người hãy ủng hộ bạn ấy nhá. Và các bạn thấy bạn ấy bắt hay thì có thể comment này, có thể bấm like cho bạn ấy. Và muốn đưa ra một thách gì tiếp theo cho bạn ấy thì có thể comment ở đây để chúng ta cùng biết nha. Một thủ môn phải nói mọi là... người nhớ vào đăng ký kênh mình nha mọi người nhá. Một thủ môn nhí phải nói là bắt rất là hay. Ok, bye bye mọi người.